Chiều ngày 23 tháng 12 năm 2022, tại tỉnh Bình Dương, Cụm thi đua số 7 các đài phát thanh và truyền hình miền Đông Nam Bộ tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Hội nghị do đài phát thanh truyền hình Bình Dương, đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm nay đăng cai tổ chức. Dự hội nghị có ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông, Cụm thi đua số 7, khu vực miền Đông Nam Bộ gồm các đài, Đài phát thanh Truyền hình Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đài phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tổng kết thi đua năm 2022 cho biết, về cơ bản, các đơn vị trong cụm đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội. Thực sự là phương tiện tuyên truyền nhanh nhạy, chính xác, phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương. Các đơn vị trong cụm đều có nhiều tác phẩm báo chí dự thi đạt kết quả cao. Trong năm, các đơn vị trong cụm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chương trình truyền hình kết nối Đông Nam Bộ và phát thanh hòa sóng kết nối Đông Nam Bộ, mang bản sắc riêng của từng vùng miền, giúp khán giả có cái nhìn sinh động về sinh hoạt của vùng đất và con người vùng Đông Nam Bộ năng động và nghĩa tình. Năm 2023, cụm sẽ chú trọng đổi mới phương thức hợp tác sản xuất chương trình, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đa dạng hóa các hình thức thông tin, kiểm soát chặt chẽ chương trình liên kết, bảo đảm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. Nhận định về xu hướng nghe, xem nội dung của công chúng, lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, hiện đang có sự dịch chuyển về xu hướng xem TV, nghe radio từ phương thức nghe xem truyền thống sang nghe xem nội dung đăng tải trên Internet qua các nền tảng khác nhau. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của công chúng, các đài cần nghiên cứu phương thức sản xuất chương trình, phương thức truyền dẫn phát sóng thích ứng với xu thế mới. Hội nghị đã đề xuất trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương và thống nhất chuyển giao vai trò cụm trưởng cho Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận và cụm phó là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023.